Thưa quý vị khán giả, trở lại với câu chuyện Bộ Khoa học và Công nghệ đã biến không thành có, biến việc Tổ chức Y tế Thế giới không công nhận test kit Việt Á thành công nhận. Lần ngược sự việc thì thấy ngay từ ban đầu người ta đã có ý định đó rồi. Có thể nói việc cho ra đời test kit PCR chỉ sau một tháng nghiên cứu là một sự thần kỳ, vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, nhất là những người có sự hiểu biết khá sâu về lĩnh vực này. Bởi càng am hiểu, càng không ai dám nghĩ người ta có thể cả gan đi tắt đón đầu một cách mau lẹ, bất chấp hậu quả trong một lĩnh vực liên quan đến sức khỏe tính mạng của nhiều triệu con người. Có bột mới gột nên hồ. Nhưng ở đây, gần như không cần có gì, người ta vẫn có thể gột nên những test kit với sứ mệnh chẩn bệnh cứu người. Có lẽ đây là sự việc vô tiền khoáng hậu có 102 trong lịch sử khoa học nước nhà và thế giới. Trong khoảng thời gian một tháng, người ta có thể nghiên cứu và chế tạo thành công test kit để chẩn bệnh chính xác được không? Và đây là ý kiến của một số người hiểu sâu về lĩnh vực này. Nếu như một công trình ấy mà đầy đủ các cái bước gồm có thử nghiệm trong phòng thí nghiệm này, thử nghiệm ở bệnh viện này, để xem tính toán độ nhạy, độ đặc hiệu này, xong rồi là xin phép để được cấp phép của Bộ Y tế, rồi là của theo các cái tiêu chuẩn ấy, thì các cái bước như này nó cũng phải mất đến vài tháng. Nếu như mà họ mà không bắt đầu nghiên cứu sớm mà chỉ trong cái thời gian là khoảng thời gian từ tháng 1 cho đến tháng 3 mà họ đã đưa vào sản xuất thì đấy nó là một cái nguy hiểm, bởi vì chưa biết chất lượng như nào. Hệ thống của Bộ Khoa Công nghệ và Bộ Y tế chỉ trong vòng một tháng kể từ khi họ đề xuất đăng ký đề tài cho đến khi mà duyệt, mà cấp phép, công nhận kết quả của đề tài để đưa vào sử dụng thực tế, thì tôi cho rằng đây là một cái việc làm mà hoàn toàn chỉ trên giấy chứ không phải là vì cái điều kiện thực tế. Và theo các chuyên gia, nếu không trong bối cảnh Covid, quy trình để tạo ra một test kit phải từ 18 đến 24 tháng. Đầu tiên là thử nghiệm để phát triển các test kit ở trong phòng thí nghiệm. Thứ hai là kiểm tra ở các bệnh viện, nơi mà có những người đã được xác định là mắc bệnh để đánh giá độ nhạy, độ đặc hiệu. Rồi thời gian để phát hiện ra cái test báo chỉ số dương tính, âm tính, tất cả phải mất vài tháng. Cũng như là một cái test kit của Abbott ấy, thì là người ta thống kê là cái thời gian mà làm việc 24/7 của một cả một cái đội nhóm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mà rất là nhanh, rất là chuyên nghiệp như vậy thì họ cũng phải mất đến 4 tháng. Hội đồng khoa học cũng như là hội đồng cấp phép của cả hai bộ đã vi phạm các nguyên tắc khoa học và khách quan trong vấn đề đánh giá một cái công cụ phục vụ chẩn đoán phòng chống dịch bệnh. Thực tế là test kit Việt Á đã không được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận. Đến đây thì chắc hẳn mọi người đều đã rõ, test kit Việt Á ra đời thần tốc là câu chuyện thần kỳ, một bước đi nghìn dặm, hay là sự liều lĩnh không giới hạn của những người núp bóng khoa học làm liều để trục lợi. Sống ở trên đời không ai là không phạm phải sai lầm. Với người có liêm sỉ, họ nhìn thẳng vào sai lầm, rồi thành tâm hối lỗi, khắc phục sửa chữa để lấy lại uy tín. Nhưng một số người ở Bộ Khoa học và Công nghệ đã không hành động theo lẽ đương nhiên đó. Khi hành động ăn không nói có bị vỡ lở, họ không một lời xin lỗi, mà thản nhiên cho đó là nhầm lẫn và đổ lỗi cho báo chí. Thông tin sai khiến cho họ tin theo nên nói sai. Vậy là sai lầm tiếp nối sai lầm. Chỉ mới nghe hơi nổi trõ, chưa kiểm chứng rõ ràng, đã vội vàng đưa ra kết luận. Đó không phải là hành vi của những người làm khoa học chân chính. Liệu đây có phải là một sự nhầm lẫn có tính toán? Ngày 3 tháng 2 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khi đó đã phê duyệt đề tài của Học viện Quân y với yêu cầu sau một tháng phải có sản phẩm kit xét nghiệm phục vụ chống dịch. Xuất phát từ đâu và ai đã tham mưu tư vấn đưa ra yêu cầu bất chấp thực tế khoa học không cho phép? Là do mong muốn cháy bỏng sớm có test kit chống dịch nên duy ý chí, hay còn động cơ nào khác nữa? Trong vòng thời gian một tháng đó không thể làm được cái kit test đó và không thể có được các cái độ nhạy, độ đặc hiệu như đã nói. Thì có nghĩa là các cái sản phẩm là không khoa học được dùng vào cho cái mục tiêu phòng chống dịch hết sức khoa học, thì đây là một cái sự vi phạm rất nặng nề
cả về mặt đạo đức và cả về mặt chuyên môn. Và kỳ lạ là việc nghiên cứu khoa học đã tuân thủ và cho ra kết quả theo đúng mệnh lệnh hành chính, test kit Việt Á đã hạ sinh sau một tháng thai nghén. Ngày 26 tháng 4 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi thông cáo báo chí về việc bộ test kit COVID-19 của Việt Nam sản xuất đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Đáng chú ý, đến ngày 10 tháng 12 năm 2021, WHO vẫn khẳng định bộ xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là sản phẩm không được chấp thuận sử dụng khẩn cấp. Theo tôi, đây cũng là một cái điểm mà các cơ quan có thẩm quyền cần quan tâm, theo dõi, xem thử cái động cơ mục đích của cái việc đưa thông tin này như thế nào. Kết nối các sự việc lại với nhau thì có vẻ như đã có thế lực nào đó ở Bộ Khoa học và Công nghệ đã sắp đặt sẵn rồi vẽ đường cho hiêu chạy. Những sự nhầm lẫn đó là không hoàn toàn tự nhiên mà có. Nhưng dù nhìn nhận dưới góc độ nào thì sự việc liên quan đến test kit Việt Á của Bộ Khoa học và Công nghệ là vết nhơ khó gột rửa. Tại sao một số người ở Bộ Khoa học và Công nghệ lại có hành vi phản khoa học, làm biến không thành có? Tại sao lại phải dối trá, quanh co, đổ lỗi? Tại sao một công trình khoa học sử dụng ngân sách nhà nước lại trở thành công cụ kiếm tiền của một doanh nghiệp tư nhân? Rất nhiều câu hỏi tại sao được dư luận đặt ra và chờ Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Nhưng đến lúc này có thể khẳng định, những hành vi việc làm không trung thực đó chẳng khác nào nối giáo cho giặc, tiếp tay cho test kit Việt Á gây ra họa lớn cho đất nước, cho nhân dân. Vậy những ai ở Bộ Khoa học và Công nghệ đã nối giáo cho giặc? Câu hỏi này đang chờ được các cơ quan chức năng làm rõ. Đến đây, chương trình xin được dừng lại.